Lần nữa cảm ơn khán thính giả dùng màn hình để xem phần 3 còn lại của chương trình Bình Luận Thời Sự cho ngày thứ tư 26 tháng 6 2019. Trong phần này mình bình luận về cái thái phát biểu của ông Donald Trump trong cái chương trình Meet the Press của đài NBC vừa qua. Ông nói ra một cái điều để mình bình luận xem tại sao ông nói như vậy. Ông nói rằng là nếu ông, tức là ông Donald Trump, khi mà được cái một cái người host của NBC trong chương trình Meet the Press hỏi ông có bị ảnh hưởng của những người cố vấn trong cái chiến tranh, trong vấn đề Iran không, thì ông nói là nếu mà tôi, tức là tổng thống, mà nghe cái lời của ông cố vấn an ninh của chúng tôi là ông John Bolton thì là chiến tranh tôi gây ra một cách toàn trên thế giới. Nghĩa là ông nói một cách thêm nữa là hiện giờ ông John Bolton, cố vấn của ông, và ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông John Bolton là một người diều hâu, luôn luôn thúc đẩy lật đổ cái chính quyền của nước Iran. Và chúng ta biết rằng ông Bolton là một cái nhân vật kỳ cựu, kiên trì để mà lật đổ cái chính quyền Iran từ cái thời ông Tổng thống Reagan, tổng thời George W. Bush, và giờ tới thời này. Ông là cái người là muốn lật đổ luôn cả, giải quyết cái chiến tranh ở Bắc Hàn. Và chính ông đã làm cho cái hội nghị sáu bên của Bắc Hàn thất bại để đẩy tới cái chỗ là lật đổ chính quyền Bắc Hàn, lật đổ cái chính quyền Iran hồi trước. Và những cái điều đó nó đeo đuổi ông. Và tới giờ này khi ông xách gói tới, ông đầu quân với ông Bolton, thì xin lỗi ông Donald Trump, thì ông Donald Trump biết cái ông này là cái một cái quân sư mà chuyên môn là diều hâu chứ, mà ông đã dùng rồi thì giờ này ông lại nói những cái điều đó. Thì cái lời nói của ông nó có ẩn ý thế nào? Có thể ông nói cái điều đó để ông gửi cho cái message cho cái đất nước Bắc Hàn hoặc là nước Iran mà hiện giờ đang nóng. Ông nói rằng là sở dĩ trước đây như vậy là tại vì ông cố vấn bên tên, bây giờ chúng tôi không xài ông nữa. Cũng có thể là ông cho thay đổi người khác và ông không xài, hoặc là ông để ông này qua một bên. Do đó chúng ta thấy nhiều lần Bắc Hàn đã lên tiếng là yêu cầu đuổi ông Bolton đi, và Iran cũng lên tiếng tố cáo ông John Bolton là một cái người không thể nói chuyện được. Như vậy thì để chuyển sang một cái vấn đề hòa bình, đưa một cái quả bóng sang bên Iran, thì ông Donald Trump có thể đổ cái lỗi này cho ông cố vấn của mình. Thường đó thì các vị lãnh đạo xưa nay, không phải thời này mà thời xưa nay, khi mà không đạt được cái gì đó thì đổ lỗi cho quân sư của mình, và nhiều khi trảm luôn, giết ông quân sư. Tướng mà ra trận mà thất bại là giết tướng luôn, chứ không phải là hy vọng là có thể thay tướng khác. Nhưng mà trở về phía ông Bolton là một cái người diều hâu rất là kiên trì, mà không có thành công trong bất cứ một cái đề nghị nào của mình đối với các cái vị lãnh đạo mà ông đã phục vụ từ thời ông Reagan, ông George W. Bush tới giờ này, thì chưa thấy một cái đề nghị nào của ông mà được các cái người đó chọn mà thành công cả. Thì cái điều đó cho thấy là cả đời ông không thành công, 69 tuổi rồi mà có lẽ là xách gói đi làm hoài cũng như không thành công. Chúng ta nhớ hồi xưa Khổng Minh, Gia Cát Lượng khi nằm dưới trướng của ông Tào Tháo, Lưu Bị, thì phải nói rằng là nhờ ông Khổng Minh mà Lưu Bị mới giành được nước. Và cái điều đó phải nói là ông rất là thành công. Nhưng mà ông hiện giờ là ông John Bolton, chúng tôi thấy là chưa thành công, có thể cũng khó thành công nữa, là bởi vì đã bị lộ bài ra rồi. Thành ra chúng ta chờ xem. Nhưng mà đặc biệt mình muốn xét xem coi trong cái ruột gan của ông Tổng thống nói cái điều đó để làm gì. Nói cái điều đó có hai lý do: có thể là cho ông này nghỉ, cũng có thể cho cái đất nước Iran biết rằng là chúng tôi không xài. Trước đây chúng tôi làm như vậy là tại vì tại ông cố vấn của chúng tôi. Mình chờ xem trong tương lai coi cái vai trò ông cố vấn ở nước quốc gia còn hay không, thưa anh Vy Quy. Vâng. Theo tôi nghĩ thì đây lại làm cái đòn của ông Tổng thống Donald Trump. Bởi vì từ trước nay trong 2 năm cầm quyền đó, đối với tất cả những cái người cố vấn chung quanh hoặc là những nhân viên chung quanh ông Tổng thống Donald Trump, ông nào
kể cả Tổng trưởng Bộ Quốc phòng á, mà không có theo đúng cái đường lối, cái ý định của ông Trump là lập tức ông mời nghỉ. Phải hết. Còn ông Bolton này bây giờ là cố vấn tối cao của ông về an ninh quốc gia đó, mà Tổng thống Donald Trump có trái lời như vậy và là có chê trách như vậy, nhưng mà không thấy có một cái dấu hiệu nào bày tỏ rằng là muốn loại bỏ ông John Bolton. Vì thế cho nên chúng tôi nghĩ rằng là ông John Bolton đóng một cái vai trò là ông ác ở trong chính quyền, và ông Donald Trump muốn là vai trò ông thiện của cái chính quyền Hoa Kỳ. Và cả hai cái mặt này á, nó sẽ hỗ tương trợ với nhau để mà có những cái đường lối ngoại giao vừa cứng rắn vừa mềm dẻo. Chẳng hạn thí dụ như cứng rắn đối với là Iran, thì cứng rắn là ở chỗ là dồn quân đến tất cả cái bờ biển Iran làm như là sắp tấn công đến nơi rồi, thì cái mềm dẻo là cái vấn đề mà ngưng lại không có tấn công nữa của Tổng thống Donald Trump trước có 10 phút mà khởi chiến. Thì thưa quý khán giả, chúng tôi vẫn thấy là ở đây á, Tổng thống Donald Trump cũng không ngần ngại gì, không phải là vì nể ông Bolton mà chưa có một cái biện pháp gì, mà thật sự ra là ông Tổng thống Donald Trump vẫn muốn ông John Bolton là một cái người đi kề vai sát cánh với mình, ông thiện, ông ác, vai trò ông thiện, hiện ông giờ ác. Cái dư luận của các nước trên thế giới, đặc biệt là Iran, nói rằng là cái chuyện bắn cái máy bay và cái chuyện bắn hai cái tàu dầu là do ông Bolton lại cố vấn dàn dựng cái đó để đẩy chiến tranh nó vào cái điểm có thể nổ được, đánh bại luôn Iran, thưa anh Nguyên. Cái đó mình chờ. Nhưng mà người ta cũng có thể nói rằng là thế này, cái anh mà Iran nó bây giờ mà bị Hoa Kỳ cấm vận, không có chuyển bán dầu đi được ấy, thì anh sẽ phá hoại, mà tôi mà không bán được thì tôi cũng không cho thằng nào bán hết. Vì thế cho nên là cứ bây giờ lằng nhằng, còn tất cả còn đang điều tra. Qua đến một cái tin sau cùng thì thưa quý khán giả, trong tuần lễ vừa rồi có hai cái sự kiện mà có thể là gây làm giật mình dư luận ở trên thế giới. Đó là một chiếc tàu chiến của Nga mang đầy hỏa tiễn đã cập cảng Havana của Cuba, một đất nước nằm sát cạnh với lại Hoa Kỳ. Và người ta chưa quên được cái chuyện mà Cuba trước đây đã để cho Liên Xô trong cái thời ông Khrushchev là đặt những cái hỏa tiễn sát nách với lại Hoa Kỳ và gây một cái phản ứng hết sức là mãnh liệt của Tổng thống Kennedy hồi bấy giờ, và khiến cho Nga phải rút tất cả những cái hỏa tiễn đi. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, cùng trong lúc đó đó thì Nga lại đưa một chuyến máy bay vào xuống cái phi trường quốc tế của Venezuela. Và chúng ta cũng biết rằng Venezuela bây giờ đang là một cái vấn đề chưa giải quyết được ổn thỏa giữa ông Maduro với lại ông Guaido, tức là giữa hai cái thế lực đó, một thế lực được Nga hỗ trợ, một thế lực được Hoa Kỳ hỗ trợ. Thì thưa quý khán giả, hai cái sự kiện đó thì người ta thấy rằng làm sao? Nga thì giải thích rằng chuyến máy bay mà xuống Venezuela kỳ này thì cũng giống như là kỳ trước, và cái chuyến máy bay này cũng là cái chuyến máy bay kỳ trước của Nga đã đưa xuống, là đưa các chuyên viên đến để giữ gìn, bảo trì những cái vũ khí mà Nga đã bán cho Venezuela và thôi. Còn cái vấn đề mà chiếc tàu chiến của Nga mà đậu lại cảng Havana của Cuba đó, thì Bộ Tư lệnh Hải quân của Cuba tuyên bố rằng là đây chỉ là một cuộc viếng thăm thường lệ và hai bên để trao đổi ý kiến và những cái kinh nghiệm chiến đấu với nhau mà thôi, không có một cái ý kiến gì khác cả. Nhưng mà người ta thường nối kết là thế này, không phải vô tình mà ông Putin ông đưa cái tàu chiến mà tới sát bên Hoa Kỳ như vậy. Và cái thứ hai cũng không phải vô tình mà ông mới đưa một chuyến máy bay để một chuyến máy bay tiếp tục mà xuống Venezuela. Thì chúng ta thấy, phân tích từng phía, chúng ta thấy rằng là Cuba đó hiện tại bây giờ đang là một nước hỗ trợ cho vấn đề Venezuela, thưa giáo sư. Thì hỗ trợ là hỗ trợ, vừa hỗ trợ về thực phẩm, về cứu đói, và hỗ trợ kể và hứa, có hứa rằng là hỗ trợ kể và quân sự nữa chứ không phải không, nếu có chiến tranh xảy ra. Thế thì cái vấn đề đó thì là một cái vấn đề đối với là ông Nga, thì ông tuyên bố rằng là thế này, quân đội Nga tới đây là với tính cách hòa bình, không có một cái gì là gây chiến cả. Nhưng mà Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump thì có nói rằng là Nga phải rút khỏi quân đội, dù có 100 quân thì cũng phải rút ra khỏi Venezuela để giữ cho cái tình hình ở hai bên của Venezuela được ổn định. Thì Nga đã không cái nghe lời rút lui như vậy, mà bây giờ lại còn đưa thêm
người quân sự vào Venezuela. Thế thì hai cái sự việc này á, người ta sẽ tiên đoán làm sao? Có phải là một cái thông điệp của ông Nga là ông muốn nhắn với lại Tổng thống Donald Trump rằng vấn đề Iran và những vấn đề khác trên thế giới nó sẽ liên quan đến cái vấn đề ở Venezuela, mà chúng tôi sẽ có cái thái độ như thế nào thì tùy thuộc ông giải quyết những cái vấn đề trên như thế nào, thưa giáo sư? Thưa một lần nữa thì cho người ta thấy là cái ông Putin sau khi mà làm tổng thống nhiều nhiệm kỳ thì người ta nói là ông muốn khẳng định một cái nước Nga ngày nay trở như ngày xưa đối với Liên Xô. Và riêng cá nhân ông thì ông muốn biến cái nước Nga là một cái đất nước mà có quyền tham dự vào tất cả những cái sinh hoạt. Mỹ muốn giải quyết cái vấn đề gì thì phải có mặt Nga mới giải quyết được. Tức là cái giá trị thực tế của Nga rõ ràng là cái chuyện ở Trung Đông, ở Syria giải quyết cái vấn đề đó. Ở Ukraine, Mỹ không giải quyết, không cho có mặt của Nga ở Ukraine, lật đổ chính quyền đó, tạo một chính quyền mới thì Nga lại phải chiếm cái đảo Crimea. Thì đó là cái vấn đề cho thấy rằng gần đây nữa là Nga lại can dự vào cái vấn đề mời ông Kim Jong-un sang nước Nga, để thấy rằng là cái dấu ấn của ông Putin có mặt. Và cái chuyện ông xuống cái phía Nam dính vào Venezuela lẹ hơn Mỹ. Mỹ là nói rất là nhiều dòng do tam quốc nhưng mà không có dám đưa ông quân nào tới. Cuối cùng là ông Nga đưa tới nêu lý do để bảo trì. Và như vậy kéo thêm Cuba. Bây giờ là khi ông Nga đi thì kéo thêm một cái đất Iran. Iran, Nga và Cuba là ba cái tay gọi là đầu sỏ nằm ở dưới đó. Chứ không phải. Và phải nói rằng là vũ khí là Nga. Nhưng mà lính tráng âm binh mà đánh ở dưới này và đánh bằng những cách đòn mà giấu tay, đó là Iran. Còn Cuba là cái quốc gia có thể cưu mang về tiền bạc, là mua vấn đề là dầu hỏa hoặc là chuyển vàng qua đó để đổi ra tiền để mà xài. Như vậy ba cái quốc gia này làm rất là khó cho ông Donald Trump. Không phải chỉ có mình ông Putin mà nước Cuba cũng có cái nhu cầu đưa tới để mà cân bằng hay là kiềm chế Mỹ. Ông Iran cũng đưa tới để trong tương lai có cái chuyện ngồi đàm phán. Thì ông phải bàn với tôi chứ. Iran mà muốn rút ra khỏi Venezuela đó đâu phải đơn giản. Anh phải giải quyết vấn đề nào, cấm vận cho tôi hay không cấm vận ở cái đất nước Iran. Thì những cái điều đó nếu anh không có can dự vào thì anh không có quyền giải quyết những vấn đề khác. Do đó giải quyết vấn đề Iran nó nằm bên luôn cả Venezuela, ở Syria, ở Yemen và ở Iraq nữa. Thành ra cái vấn đề này chúng ta thấy ông Donald Trump đang tứ bề thọ địch. Cái người đầu tiên phát ra cái ngòi nổ định đem quân tới đất nước Venezuela là ông cố vấn John Bolton mà mình nói hồi nãy. Ông làm bộ, ông cầm cái cặp hồ sơ, ông ghi là mấy sư đoàn, mấy cái lực lượng đánh vào cái đất nước Venezuela để cho báo chí lập lè nó nói tên. Nhưng mà thật sự nói như thế rồi là bây giờ là em không nói gì nữa cả. Thì cái điều này phải nói là ông Donald Trump không có khả năng thực hiện những cái điều mà ông mong muốn. Mong muốn thì rất nhiều nhưng mà bày ra rồi thì không có final được cái vấn đề đó, cái chiến trường nào cả. Thành ra đây là vấn đề rất khó cho những cái ngày tới. Ông phải gom làm sao lại để giành cái chiến thắng năm 2020, thưa anh Vy Huy. Cảm ơn khán thính giả, chúng tôi hẹn tái ngộ vào ngày mai.